Welcome to Natalie channel. You have a new kitchen set. Wow, nấu đồ ăn à. Nấu đó là nấu đồ ăn. Ok, nấu đồ ăn. Ok, mở ra ha. Rồi gắn đi không? Yeah. Còn bên kia nữa. Đó bỏ chén vô. Đó bỏ chén vô. Rồi chị ta đi. Cái này. Cái này không. Được. Không chỉ chữ đó dễ. Tại sao không chỉ chữ ca thôi à? Được rồi đó, vậy được. Ok. Ketchup. Rồi. Đây. Đấm bắn bên đây. Hả? Rồi. Không để. Ở văn gọi. Ok, xong. Ở rất chắc rất nhẹ. Đó gắn chiếc kìa. Đó để chén vô giữa chén. Để chén. Gắn sticker vô. Gắn sticker vô. Sticker này. Chiếc kìa này vô không? Như đây. Bên đây. Bên hông. Đây. Rồi cái này gắn ở đâu vậy? Đây nè. Rồi. Này.
sit down, chip, down, chip. Kệ đi em. Kệ đi, dán lại đi. Yeah. Đó, đó là nhắn ở đâu vậy? Hết chỗ rồi. Hết chỗ. Rồi rồi rồi, để đồ lên nấu đó con. Để đồ lên nấu. Cái này để ở đây. Để lên nóng. Ừ. Nhưng mà để dưới đây nè, trong này. Ok. Có để ở đâu vậy? Đó. Rồi. Rồi để bình sữa vô. À. Để bình sữa, bình sữa. Yeah. Đó để không? Yeah, đúng rồi. Ok. Không còn gì hết. Rồi để đồ là nấu. Đầu là nấu, bỏ trứng vô nấu. Trứng vô. Fish, it's a fish. Rau nữa. Rau này mới đây ăn ngày vậy. Mở ra. Để cho không lấy được. Trứng nè, ế. Đó, đó là bỏ trứng vô này. Cà tím. Rồi gì? Bá. Bá à? Hay. Còn gì nữa? Bỏ cà tím rồi, còn gì nữa? Đó bỏ này vô giống nè. Hất đó hả? Không, gần này đó. Đó này bỏ vô. Cái là cà chua hả? Lái nhỉ. Ủa mãi kia đi. Gắn lại, ấn vô. Chị gắn lại, gắn vô. Chị gắn, gắn vô. Ừ, gắn lại, ấn vô. Ấn vô, click, click, vô. Nấu gì nữa không?
Đây này, để ở đây, đây này, để ở đây. Đấy khác gì? Không phải giống. Rồi đổ cái dĩa coi. Đổ trứng ra dĩa. Trứng ra dĩa rồi nấu khác đi. Rồi bỏ rau vô. Bỏ rau vô. No, đó, đó bỏ con cá vô. Đó bỏ trứng vô. Xong rồi nấu đi. Khoai. Khoai lang à? Hả? Khoai lang. Ồ, hộp đậu phộng. Hả? Đậu phộng. Đậu phộng. Đậu phộng nấu, đậu phộng nấu. Hả? Đó là đậu phộng nấu. Ờ, đậu phộng nấu không? Đậu phộng nấu. Nhưng mà không nóng nhìn lại. Đồ chơi mà chắc đồ chơi cho bỏ không Rồi nấu xong chưa, nấu xong chưa, bỏ lên dĩa còn dạ. cái dĩa đó rồi đổ ra. Wow, hot dog sausage hot dog. Rồi bỏ rau vô nấu tiếp. Ok. Bỏ hết rau vô đi. Ok. Rồi. Hết rau rồi. Nóng rồi. Chín rồi. Chín. Chín rồi, lấy ra bỏ lên dĩa. Còn mấy rau kia bỏ vô hết đi. Nhưng mà rau ở đâu? Còn mấy rau này, cà rốt á, bắp á. Cà rốt, bắp, cà tím á. Bỏ vô đi, bỏ vô nấu đi. Ok. Đó lạnh quá. Nấu đi. Cà tím nữa. Hả? Còn cà tím nữa. Yeah, eggplant. Rồi bỏ lên nấu đi. Xào xào xào. Rồi, coi cái nồi kia chín chưa? Rồi. Cái nồi bên kia chín chưa? Rồi. Cái nồi có nấu con cá chín rồi, lấy ra bỏ con cá lên, bỏ lên dĩa này. Bỏ dĩa có trứng nè. Ok. Rồi, lấy đồ múc ra. Tại sao giống trứng vậy? Trứng đó. Trứng đó con. Rồi bỏ con cá ra. Không lấy đâu múc à, phỏng tay không? Hả? Không múc phỏng tay. Rồi xong hả? Nấu xong hả? Thịt thỏ. Rồi xin mời ha. Rồi ăn. Đói bụng ha. Hả? Ok, đói bụng ăn ha. Hả? Ừ, mở ra ăn. Hả? Bẻ ra. Rồi bỏ miệng. Bẻ ra bỏ miệng. Ừ, bỏ ra lấy hộp ở trong ăn. Đậu phộng ở trong. Rồi. Rồi lấy muỗng ăn đi. Có cái muỗng đó. Đó múc súp. Rồi múc ăn đi, múc súp à? Chứ không phải múc ăn à. Đó múc súp. Dạ. Yeah. Ok. Dạ. Yeah. Nó là mấy tuổi? Nay 4 tuổi. 4 tuổi chưa bất đề 4 tuổi. Chưa sinh nhật mà. Bây giờ mấy tuổi? Yeah, 3 tuổi chưa tới sinh nhật mà. Ok, Natalie nói thanks for watching. See you next video. Like and subscribe my channel for more video, right? Ok. Ok. Yeah. Rồi, bye bye.